động tác bộ, tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, rộng hơn vai, vỗ hai tay trước ngực. Nhịp 2, cúi người, hai chân thẳng, vỗ hai tay. Nhịp 3, đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, bước chân phải sang ngang, rộng hơn vai, vỗ hai tay trước ngực. Nhịp 6, cúi người, hai chân thẳng, vỗ hai tay. Nhịp 7, đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Động tác điều hòa, tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 2, đưa hai tay ra ngang, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 3, đưa hai tay về trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, bước chân phải sang ngang, hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 6, đưa hai tay ra ngang, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 7, đưa hai tay về trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Động tác quay trái, khẩu lệnh, bên trái quay. Động tác, lấy chân trái làm trụ và nửa trên bàn chân phải làm điểm tì, quay người sang trái, thu chân phải về. Động tác quay phải, khẩu lệnh, bên phải quay. Động tác, lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tì, quay người sang phải, thu chân trái về. Động tác quay sau, khẩu lệnh, đằng sau quay. Động tác, lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tì, quay người sang phải, ra sau, thu chân trái về. Tư thế chuẩn bị, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, cúi đầu. Về tư thế chuẩn bị, thôi. Tư thế chuẩn bị, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, ngửa đầu. Về tư thế chuẩn bị, thôi.
Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang trái. Về tư thế chuẩn bị: thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang phải. Về tư thế chuẩn bị: thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang trái. Về tư thế chuẩn bị: thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang phải. Về tư thế chuẩn bị: thôi.